Thưa quý vị và các bạn, không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên bên bờ hồ Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng với những ngôi nhà truyền thống đặc trưng, hàng nghìn hiện vật gắn với đời sống của các dân tộc thiểu số bản địa đã chính thức mở cửa đón các du khách tới tham quan, trải nghiệm và khám phá. Trong không gian này, thì một sự kiện thời trang mang tên Con đường di sản đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng cùng với những bộ sưu tập đặc sắc. Năm ngôi nhà rông, nhà sàn có kiến trúc truyền thống tiêu biểu, cùng hơn 5.000 cổ vật quý hiếm và giá trị về mặt văn hóa đã được tái hiện hết sức sinh động trong không gian mang tên Thiên đường Tây Nguyên. Sự kiện đã mang đến cái nhìn tổng quát về đời sống, sinh hoạt và công cụ lao động của người đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Thì chúng tôi tập trung vào hai cái nghề chính, đó là thổ cẩm và tạc tượng. Bởi vì tôi nhìn thấy thị trường của hai cái nghề đó. Và khi có thị trường thì rõ ràng đó chính là cái lúc mà đời sống người ta sẽ được phát triển. Đối với múa thì sản phẩm thổ cẩm rất là khó để biểu diễn. Nhưng mà thổ cẩm là một trong những cái mà Nga nghĩ là ngày hôm nay Nga được nhà thiết kế Minh Hạnh và rất là nhiều các nhà thiết kế đã sử dụng một cách khéo léo với những cái lụa rất là đẹp mà có thể múa được. Đối với Nga thì một chuyến biểu diễn như thế này như là mình mang một cái món quà tinh thần đến với người dân địa phương và một cái sự quảng bá văn hóa rất lớn đối với những người nước ngoài. Nằm trong chuỗi hoạt động, phải kể đến bộ sưu tập thời trang Con đường di sản được lắp đặt sàn diễn trên mặt hồ Xuân Hương cùng với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu. Hơn 200 trang phục đến từ 8 nhà thiết kế đã mang đến sự kết hợp giữa vải thổ cẩm đặc sắc và vải lụa bảo lộc. Show diễn là sự giao thoa văn hóa giữa truyền thống và hiện đại. Nhiều trang phục mang đậm bản sắc của các dân tộc người thiểu số bản địa Tây Nguyên như dân tộc Mạ, Cờ Ho, Chu Ru, Ê Đê, Ba Na. Thật ra, di sản lớn nhất ở Lâm Đồng mà tôi cảm nhận được đó chính là con người. Tất cả những cái người dân tộc họ sống tại đây, đó cũng chính là một cái di sản sống. Bởi vì họ đã làm ra được tất cả những cái sản phẩm độc đáo từ bản sắc của họ. Qua sự kiện thời trang lần này, vải thổ cẩm đã được cách tân, cải biến cho phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó tạo ra những sản phẩm thời trang độc đáo, mới lạ. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm nay.